chào quý khán giả đến với phần 79 chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phương Anh sẽ giới thiệu đến quý vị diễn biến nước Việt dưới triều đại Tây Sơn. Kính thưa quý khán giả, mặc dù đã đại thắng quân Mãn Thanh, nhưng sau đó Quang Trung vẫn phải lo ổn định tình hình Bắc Hà do tàn dư của nhà Lê còn sót lại. Trong khi đó, Nguyễn Ánh được người Pháp hỗ trợ kéo ra đánh Bình Thuận, Bình Khang, Diên Khánh. Quân của Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc liên tiếp bại trận và mất mấy thành này. Cho tới năm 1791, Nguyễn Nhạc chỉ còn cai quản Quy Nhơn, Phú Yên và Quảng Ngãi. Sau khi ổn định tình hình Bắc Hà, Quang Trung quyết tâm tiêu diệt Nguyễn Ánh. Ông ra sức trấn an Nguyễn Nhạc và nhân dân trong vùng do Nguyễn Nhạc cai quản để chuẩn bị Nam Tiến. Để chuẩn bị phối hợp với Quang Trung, năm 1792, Nguyễn Nhạc đóng nhiều tàu thuyền ở cửa Thi Nại để Nam Tiến. Nhưng khi đó là mùa gió nồm, chỉ thuận cho quân Nam ra, phải đợi đến mùa đông mới thuận gió cho quân Tây Sơn vào. Nguyễn Ánh thừa dịp cùng quân Pháp, Bồ Đào Nha đánh úp cửa Thi Nại, đốt cháy nhiều thuyền chiến của Tây Sơn. Tây Sơn Vương không phòng bị, lại phải thu quân về Quy Nhơn. Để báo thù trận đó, Quang Trung dự định phát động chiến dịch rất lớn, huy động hơn 20 đến 30 vạn quân thủy bộ. Chính các giáo sĩ Pháp giúp Nguyễn Ánh lúc đó cũng rất lo lắng và dự liệu Nguyễn Ánh khó lòng chống lại được Tây Sơn trận này. Tuy nhiên, trong khi chờ gió đổi chiều thì cái chết đột ngột vì lo lắng cho cuộc viễn chinh của Quang Trung vào tháng 9 dương lịch năm 1792 khiến kế hoạch Nam Tiến này không bao giờ trở thành hiện thực. Theo các sách sử chép lại, vào một buổi chiều đầu thu năm 1792, vua Quang Trung đang ngồi làm việc, bỗng hoa mắt, tối sầm mặt mũi, mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, nhà vua cho triệu trấn thủ Nghệ An là Trần Quang Diệu về triều bàn việc Thiên Đô ra Phượng Hoàng Trung Đô. Nhưng việc chưa quyết xong thì bệnh tình nhà vua đã nguy kịch. Trước khi mất, nhà vua đã căn dặn Trần Quang Diệu và các quần thần dốc sức giúp con mình lên ngôi, đánh bại Nguyễn Ánh. Đến ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý, 16 tháng 9 năm 1792, vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm, vua Quang Trung qua đời, ở ngôi được 4 năm, miếu hiệu là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Sau 20 năm liên tục chinh chiến và trị quốc, Nguyễn Huệ lâm bệnh và đột ngột qua đời ở tuổi 40. Cuộc đời hoạt động của Nguyễn Huệ được một số sử gia đánh giá là đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn. Sau cái chết của ông, nhà Tây Sơn suy yếu nhanh chóng, những người kế thừa ông không đủ bản lĩnh để đánh đạo Đại Việt, lâm vào mâu thuẫn nội bộ và thất bại trong việc tiếp tục chống lại kẻ thù của Tây Sơn. Nguyễn Quang Toản lên nối ngôi cho vua cha Quang Trung vào tháng 8 năm 1792, sau khi đổi niên hiệu thành Cảnh Thịnh. Vào tháng 8 năm 1801, ông lại đổi niên hiệu thành Bảo Hưng. Nguyễn Quang Toản là hoàng đế thứ hai của nhà Tây Sơn, nhánh Nguyễn Huệ, và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại này. Cảnh Thịnh sau khi lên ngôi thì bị họ Ngoại chuyên quyền, trong đó có cầu họ là Thái sư Bùi Đắc Tuyên. Vua Quang Toản không giữ được việc triều chính, làm cho các đại thần quay sang giết hại lẫn nhau, dẫn đến nội bộ lục đục, triều chính suy vi, và đây là cơ hội cho Nguyễn Ánh tấn công để giành lại chính quyền chỉ sau một thời gian rất ngắn. Bây giờ, loạn lạc nổ ra ở Bắc Hà. Sĩ phu trung thành với nhà Lê nổi lên, tôn Lê Duy Cận làm minh chủ. Duy Cận liên lạc với Nguyễn Ánh để cùng đánh Tây Sơn. Việc này góp phần làm cho nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. Nội bộ Tây Sơn xảy ra tranh chấp, quyền hành rơi vào tay Ngoại thích Bùi Đắc Tuyên. Nhân vào thế đó, Nguyễn Ánh ra sức mở các đợt tấn công ra Quy Nhơn, theo nguyên tắc đã định trước đó. Gặp nồm thuật thì tiến, vãn thì về. Khi phát thì quân lính đủ mặt, về thì tản ra đồng ruộng. Dân chúng vùng miền Trung khi này, sau nhiều năm mệt mỏi dưới các tranh chấp nội bộ Tây Sơn, bắt đầu quay sang ủng hộ Nguyễn Ánh. Sau đó vào năm 1793, Nguyễn Ánh cùng các tướng Võ Duy Nguy, Nguyễn Văn Trương, Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Lê Văn Duyệt đem quân đánh Nha Trang, Diên Khánh, Phú Yên, rồi tranh thủ đánh tới tận thành Quy Nhơn của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc. Vua Thái Đức cầu cứu Phú Xuân. Cảnh Thịnh sai Ngô Văn Sở, Phạm Công Hưng đem 17.000 quân, 80 voi và 30 chiếc thuyền chia nhiều đường tiến vào cứu.
quân Nguyễn Ánh rút lui. Trên đường về, Nguyễn Ánh sai quân đắp thành Diên Khánh để lợi dụng địa thế nơi này làm bàn đạp chống Tây Sơn. Cùng trong thời gian này, quân Phú Xuân của Tây Sơn nhân dịp đánh chiếm luôn đất đai, kho tàng của Vua Thái Đức. Lúc đó, Nguyễn Nhạc đang bệnh trên giường, nghe tin cơ nghiệp của con mình là Quang Bảo bị chiếm mất, uất quá thổ huyết mà qua đời. Vua Cảnh Thịnh cho an trí Quang Bảo ra huyện Phù Ly và cai quản toàn bộ đất đai của bác mình là Nguyễn Nhạc. Quý vị vừa theo dõi diễn biến nước Việt dưới triều đại Tây Sơn. Trong chương trình tiếp theo, Phương Anh sẽ gửi đến quý vị tình hình nước ta dưới cuộc khởi nghĩa Nguyễn Ánh lật đổ Tây Sơn. Mong quý vị cùng góp ý với chương trình để có thêm nhiều tài liệu lịch sử chính xác về dân tộc mình. Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@ofa.org. Phương Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.